Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân tại các xã trên địa bàn tỉnh. Đây chính là thước đo chất lượng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương. Với phương châm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích. Việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân cũng nhằm đảm bảo cho phong trào được thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ đã chủ trì phối hợp với cấp ủy, chính quyền các thôn, các tổ chức thành viên tiến hành phát phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Phù Cừ. Mặt trận Tổ quốc xã đã thành lập các tổ công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời phối hợp với các chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cũng như xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai. Chúng tôi chỉ đạo ban tác mặt trận phối hợp phân công các cái thành viên đến gặp gỡ các hộ gia đình để tuyên truyền nhân dân và đồng thời lấy cái sự ý kiến của người dân đảm bảo được 10 cái tiêu chí trong cái phiếu đánh giá. Sau khi có các cái phiếu ý kiến thì chúng tôi là công khai liên viết tại nhà văn hóa trong 10 ngày để mọi người dân nắm được. Thông qua việc lấy ý kiến người dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát mà còn góp phần quan trọng phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Với những nội dung chưa hài lòng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng chính quyền các địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phân tích nguyên nhân. Đồng thời kiến nghị Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các huyện, thị, thành phố và các sở ngành liên quan của tỉnh có giải pháp hỗ trợ địa phương khắc phục. Chúng tôi tuyên truyền về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao để cho các hộ gia đình thấy được cái kết quả này là thực tế. Từ cái cảm nhận đó thì người dân sẽ đánh giá một cách chính xác, khách quan. Việc đánh giá lấy ý kiến hài lòng của người dân ấy là một thước đo có thể nói là rất quan trọng, bởi vì không ai cảm nhận rõ cái kết quả xây dựng nông thôn mới bằng người dân. Việc tham gia lấy ý kiến hài lòng của người dân là rất thực chất và người dân cũng có thêm một cơ hội để bày tỏ ý kiến của mình về những kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương cũng như là có những cái gì chưa hài lòng mà muốn tham gia đóng góp cho Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân với tổng số 427.000 phiếu trên 427.000 hộ gia đình. Việc lấy phiếu được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, góp phần quan trọng giúp các xã đủ điều kiện được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hưng Yên là tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh. Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 102 xã nông thôn mới nâng cao, 36 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 153 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thông qua đó đã thể hiện được ý chí, nguyện vọng và sự tham gia giám sát của người dân trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.